Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Andorra. Đây là trận đấu giao hữu quốc tế của hai đội và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 6 tháng 6 và theo đánh giá thì đội tuyển Tây Ban Nha sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Andorra với mức kèo là 3,75, mức kèo cũng có thể tăng 4 trái và hạ xuống còn 3,5, mức tài xỉu là 4 trái, 4,25 và 3,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Trong quá khứ thì hai đội mới chỉ có một lần gặp nhau và ở trận đấu đó đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trước đội tuyển Andorra với tỷ số là 4-0. Năm trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Tây Ban Nha, Tây Ban Nha thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn năm trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Andorra thì Andorra hòa 1 và thua 4. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Tây Ban Nha chấp 3,75 hoặc là 3,5 nhé. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng quá là cao nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha đang được đánh giá là nhỉnh hơn Andorra về mọi mặt. Thứ hai nữa thì đội tuyển Tây Ban Nha có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Tây Ban Nha cũng còn đang áp đảo hơn nhiều so với Andorra nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân nhà của đội tuyển Tây Ban Nha thời gian vừa qua nó cũng đang cực kỳ ổn định. Và ở lượt trận này đá trên sân nhà một lần nữa và gặp một đối thủ cũng không quá mạnh. Và hiện tại thì đối thủ Andorra này đang có phong độ cực kỳ bết bát nữa. Thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho đội tuyển Tây Ban Nha có thêm một chiến thắng nữa. Với lực lượng vượt trội hơn nhiều so với đội khách ở trận này, phong độ đang tốt và hiệu suất ghi bàn đều đặn. Thì với mức kèo này mình dự đoán là chắc cũng không làm khó được các cầu thủ Tây Ban Nha đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Tây Ban Nha chắc nha. Mức tài xỉu là 4 trái, 3,75 và 4,25. Thì cái lần gặp nhau trước đó của hai đội thì cũng đã có đến 4 bàn được ghi. Và thời gian vừa qua thì Andorra đang có phong độ bết bát thì cũng không loại trừ khả năng là Tây Ban Nha họ sẽ tiếp tục thắng đậm. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn, có thể là tỷ số 4-0 sẽ lặp lại hoặc là 5-0 nghiêng về cho Tây Ban Nha ở lượt trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài 3,75 nhé. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 1,75 và tài xỉu là 2,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đang vượt trội hơn nhiều thì có thể là hiệp 1 Tây Ban Nha sẽ có 2 hoặc 3 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Tây Ban Nha chấp nha và canh tài hiệp 1 còn từ 2 trái trở xuống thì vào nhẹ thôi. Tóm lại trang này chốt kèo là chọn Tây Ban Nha và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn nha, do cái mức kèo chấp và kèo tài xỉu nó cũng sát sát nhau, cũng hơi cao cho nên trận đấu này các bạn nên vào nhẹ cho vui thôi. Xin chào.